Ngày 12 tháng 7, báo South China Morning Post đưa tin các tàu hải giám Việt Nam và Trung Quốc trong suốt tuần qua đã đối đầu nhau trong vùng biển quanh một bãi san hô ở Biển Đông và cho rằng diễn tiến này có nguy cơ gây ra xung đột lớn nhất giữa hai nước tính từ 5 năm qua. Theo nguồn tin này, thì từ một tuần nay, 6 tàu hải giám trang bị tận răng, gồm 2 tàu Trung Quốc và 4 tàu Việt Nam đã gườm nhau trong các cuộc tuần tra xung quanh bãi Tư Chính tại quần đảo Trường Sa. Tờ báo dẫn thông tin trên trang Twitter của một giáo sư thuộc trường hải chiến Hoa Kỳ ở Rhode Island cho biết là Trung Quốc đã đưa một tàu khảo sát dầu khí vào vùng biển gần bãi Tư Chính do Việt Nam kiểm soát hôm 3 tháng 7. Giáo sư Martinson còn cho đăng một tấm ảnh minh họa của tàu hải giám Trung Quốc hơn 10.000 tấn mang số hiệu 3901 mà ông gợi ý là có mặt tại đó để bảo vệ tàu thăm dò Trung Quốc, cùng với một máy bay trực thăng và tàu hải giám 2.200 tấn số hiệu 37111. Hiện chưa thấy phản hồi chính thức nào từ Việt Nam trước thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 12 tháng 7 không xác nhận tin tức về vụ đối đầu tại bãi Tư Chính, nhưng ông tuyên bố Trung Quốc quyết tâm bảo vệ các lợi ích của mình trên Biển Đông.